ngày 19 tháng 1 năm 2023, An Phú triển khai kế hoạch hiệp đồng phòng chống cháy nổ, ứng cứu sụp đổ công trình năm 2023. Ban chỉ huy quân sự huyện, công an huyện, đại đội bộ binh 5, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn tham dự. Năm 2022, trên địa bàn huyện xảy ra 6 vụ hỏa hoạn, trong đó cháy 9 căn nhà và 4 kiosk, gây thiệt hại 3,140 tỷ đồng các cơ quan, đơn vị đã quy động hơn 100 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy và khắc phục hậu quả. Theo dự báo, năm 2023, tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường hơn. Các lực lượng vũ trang địa phương cùng với các ngành có liên quan đã thống nhất kế hoạch tổ chức hiệp đồng phòng chống cháy nổ, ứng cứu sụp đổ công trình. Trong đó tập trung vào các nội dung, xây dựng, bổ sung đầy đủ các nội dung, đồng thời có kế hoạch phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan đơn vị địa phương, chuẩn bị chú đáo lực lượng phương tiện trang bị sẵn sàng cơ động tham gia xử trí kịp thời mọi tình huống xảy ra quy động tối đa lực lượng phương tiện theo phương châm bốn tại chỗ chú trọng không để thiệt hại về người do lỗi chủ quan và cứu tài sản giảm thiệt hại đến mức thấp nhất góp phần đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế của địa phương